Next is the national anthem of the Republic of Vietnam. Và sau đây là quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Anh cao cho núi dọc từ nay chốn núi tre đi trên đường ta tôi cho đứng và sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các kỷ niệm những anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước, phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam cộng mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường vượt biên vượt biển chốn ách cộng sản tìm tự do, phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa các cấp đã bỏ mình oan uổng cho các trại tù cải tạo nơi rừng thiêng nước độc, phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến các nhà đấu tranh cam trường dũng cảm trong suốt hàng chục năm qua vì độc lập tự do dân chủ nước nhà đã chiếm bất đức và nghiệt ngã trong chốn lao tù cộng sản, phút mặc niệm bắt đầu. The moment of silence is ended. Please be seated.
Xin mời quý vị an toàn. Đặc biệt bây giờ ông ăn sâu thì em kể đi, giờ lúc nó ăn ông cái kia thì đâu ăn nữa. Con chơi quê đang lại xin vậy ngoài đời con quan chơi chào chào
cho đồng bào cử tri các sắc tộc trong khu vực 12. Vì vậy, cuộc sống đấu của chiến sĩ Jennifer Trần với bà Latifa vào ngày 5 tháng 11 tại đây rất là gay gắt. Bởi vì, thưa quý vị, đối thủ của chiến sĩ Jennifer Trần là một người rất nhiều tiền lắm bạc và cũng dày dạn trong vấn đề chính trị. Tuy nhiên, một cái điều đáng tiếc là bà ta tiền bạc nhiều, dày dạn về chính trị, nhưng chỉ có phục vụ cho bản thân và phe nhóm mà thôi. Trong khi tiến sĩ Jennifer Trần là người dày dạn chân thân, đấu tranh cho quyền lợi của các sắc tộc trong địa phương, cũng như mạnh mẽ tố cáo những vấn đề tội phạm, những vấn đề hôn nhân của địa phương nói riêng và toàn California nói chung. Vì thế tôi xin được kêu gọi tất cả quý vị có mặt từ hôm nay, ngoài lá phiếu ra, chúng ta ủng hộ tài chính cho cháu Jennifer Trần, để Jennifer Trần có đủ phương tiện tài chính tranh đấu chiếc ghế chấp điều Liên bang Hoa Kỳ đơn vị 12. Mặc dù đơn vị 12 thuộc vùng Bay Area, tuy nhiên chúng tôi thấy rằng nếu sự hiện diện của tiến sĩ Jennifer Trần tại Quốc hội Hoa Kỳ thì tiếng nói của người Việt chúng ta nói riêng và cộng đồng sắc tộc thiểu số nói chung sẽ được chính giới và nghị trường Hoa Kỳ lắng nghe. Vì thế, một lần nữa, tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị hiện diện tối hôm nay và mong rằng quý vị mở hầu bao một cách mạnh mẽ, ủng hộ cho người cháu của mình, người con của mình, đưa tiếng nói của cộng đồng sắc tộc cũng như thiểu số Việt Nam chúng ta lên nghị trường Quốc hội Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào tất cả những quan khách và quý đại biểu. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, honored guests, families, and friends. On behalf of the organization committee, I would like to respectfully welcome you and thank you for your presence here tonight. Your presence this evening shows the beautiful strength of the bond of our extended family in the Bay Area. Today is a very special day. Today we begin process towards a new future. Today is not just special for any individual, but a very special occasion for all of us Vietnamese people, especially in the Bay Area and in California. We are joined together tonight regardless of age, wealth, political orientation, or religion. We come together to support our next generation and to empower them to be a voice in shaping the policy and the law of this place we come to call home. We live in a time of immense challenges where the decision made by our politicians have far-reaching consequences. We cannot continue with the status quo of crime, drugs, homelessness, and prostitution everywhere. Countless restaurants and businesses have closed and moved to other cities to escape these streets. However, with these challenges, There has risen a great opportunity. We have the moment here to put one of our own in Congress. Thank you for that. Tonight is our opportunity to stand up and put our financial behind Dr. Tran. Dr. Tran has been inspiring us since her victory in competitive primary election against eight other candidates. Among them was a candidate endorsed by nearly every Democratic leader in the state.
A BARC director, a self-proclaimed 30-year activist with a powerful backing, and then there was a 24-year veteran politician, the vice mayor of Alameda. He beat all of them. With her impressive background in education, public service, and small business development, Dr. Jennifer Tran is a true reflection of the best in us. She possesses unwavering dedication, a profound sense of integrity, and a deep understanding of the issues that affect our community and our lives. Tonight, I urge you to join me in supporting our candidate for Congress for District 12, which encompasses the following cities: Oakland, Emeryville, San Leandro, Berkeley, Alameda, Piedmont, and Albany. Tonight, we need your support. How? You may. We understand we may not get your vote because you may not be in the district. But we need your donation. Why? You may ask. Because we live in a time when our voices matter more than ever. Silence is not an option. We as individuals cannot go far, but as a powerful collective can make a huge difference. Running for Congress costs a lot of money. Dr. Jennifer Tran, her family, and everyone who loves her have put a lot of time and financial into her campaign, but it's not enough. We need your help tonight. And we are here tonight to ask for your support. So let's give Dr. Jennifer Tran our support by giving her either a vote or by supporting her financially with our generous donation tonight, so she can have a strong foundation to stand on this November 5th against her opponent. Thank you very much. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đường, Hoàng Đường, người phó hội truyền thông người Việt bang California. Xin mời ông Hoàng Đường. Kế tiếp, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Gia Đắc, hội trưởng hội phun cảnh bang California. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Lương Loan, từ hội trưởng hội phụ nữ Việt Nam hải ngoại bang California. Thưa tất cả quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Huỳnh Đức Thiện cùng với ban tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ tổ hôm nay lên được trên sân khấu để ra mắt cùng toàn thể quý quan khách và quý thân hữu tổ hôm nay. Chúng tôi xin thay mặt anh em trong ban tổ chức. Đối với ban tổ chức, chúng tôi được hình thành rất là gấp rút. Ngoài hai vị là đang đứng trên sân khấu này, thì chúng tôi xin mời là anh Nguyễn Xuân Nam, nhà báo Nguyễn Xuân Nam, anh Nguyễn Ngọc Mười, anh Cao Hồng. Anh nhà báo Nguyễn Xuân Nam. Dạ vâng. Dạ anh Trần Hồng Phúc, anh Cao Hồng đây nè. Dạ thưa quý vị, trong cái thời gian rất là gấp rút, chỉ có 2 tuần lễ thôi, nhưng mà anh em chúng tôi ngồi lại với nhau nghĩ rằng là chúng tôi đã tổ chức hai cái buổi gây quỹ ở trên Alameda khá thành công. San Diego sao? San Diego là cái trung tâm là hoạt động ở Bắc Kinh thì không thể nào mà có ai đó còn có hành nữa, không thể nào không mời được, cho nên chúng tôi rất là gấp rút. Đây là trong ban tổ chức chỉ có vài tiếng thôi ngồi lại với nhau để mà tổ chức một cái bữa tiệc là đơn sơ thế này để tạo cho tiến sĩ Jennifer Tran có cơ hội thưa trưởng với các vị. Thưa vị, đây là thành phần ban tổ chức của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin cảm Dạ ơn. vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là anh nhà báo Nguyễn Huỳnh Lương Thiện đã giới thiệu là ban tổ chức Dạ thưa gây quý vị, quỹ lúc nãy có cho người vào rồi bạn. giao Lúc nãy thừa có cho người giao vào thừa rồi các đó. bạn. À, xin Cảm ơn anh Lưu Huỳnh Lương Thiện và toàn thể ban tổ tổ chức. Kính thưa chức. quý vị, Kính trước thưa khi quý vị, tiếp trước khi tục tiếp tục chương chương trình, trình, chúng tôi chúng xin tôi được xin được trân trọng giới trân trọng thiệu giới thiệu một một số số vị quán khách khách rồi sẽ đến lên đây phát đây biểu ý nếu kiến cũng được cũng chia như sẻ lên cái tâm cái tâm tình tình đối với đối những sự kiện trên trong hoa trên quốc hành trình trong việc tăng cường vào chức vụ dân biểu Liên bang Quốc hội Hoa Kỳ đơn vị thứ 12. Thì người đầu tiên tôi xin được giới thiệu bà Mary Paulette, ủy viên giáo dục học vụ Evergreen, đồng thời cũng là hiệu trưởng trường trung học Yerba Violeta. We would like to invite Ms. Mary Hymn Paulette, trustee of Evergreen School Board and principal of Irma Bueno High School. Thank you. Xin chào quý vị, tôi tên là Mary Hiền Paulette, là chắc có nhiều quý vị biết tôi là hiệu trưởng của trường Yuba Đâu có Buena mặt trở ngại đấy. High School, hai dọc lối này thôi. Nhưng mà quý vị cũng biết là cách đây 2 năm tôi cũng ra tranh cử và đã thắng cử cho ủy viên giáo dục của học khu Evergreen. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải là những cái chiến đấu, tôi cũng không ra tranh cử gì năm nay. Tôi tới đây để nói với quý vị về tiến sĩ Jennifer Trần là một người như thế nào, tại sao mình Cái này khó khen lắm. nên sánh vai và ủng hộ cô. Thưa quý vị, tôi rất là hân hạnh được gặp cô vào một cái bữa tiệc khác cũng ở Dynasty này, hình như upstairs thì phải, hình như ở trên lầu thì phải. Và nói tôi tại vì Jennifer trẻ hơn nhưng rất nhiều thì hai chị cũng mong đó là một cái việc giống như vô tình nhưng mà lại đem hai người tới gần với nhau. Hai chị em có nói chuyện với nhau về tiếng Mỹ gọi là women leadership, tức là làm sao để người Việt, phụ nữ Việt Nam mình có cơ hội đứng ở trong cái đứng trong cái vị cái guồng máy chính trị ở nước Mỹ này. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Jennifer Trần cũng như Mary hiện đây là hai người làm trong ngành giáo dục và có nhiều cơ hội để học hỏi từ cái vùng máy chính trị ở đây. Nhưng mà chị em chúng tôi cần rất là nhiều sự đóng góp, sự hướng dẫn, sự chia sẻ của quý vị, quý ông bà và toàn thể anh chị em ở đây, hướng dẫn cho cô để cho cô biết làm sao để đi đúng con đường mà mình người quốc gia. Đúng không ạ? Cha tôi là không một người Việt Nam được vẫn chúng tôi được sáu năm cha tôi đó. Thành ra tôi muốn chia sẻ cho bạn tôi mới được tôi muốn chia sẻ cho bạn quý vị biết là sáng ngày hôm nay là SpaceX là có launch rocket đúng không ạ? Rất là thành công. Nhưng mà quý vị nghĩ là tất nhiên người ta làm lần đầu tiên là thành công hay sao, đúng không? Thành công thật ra mình nghe và mình biết tới, nhưng mà tôi biết nghĩ là không vào được nó phải á vì là chút khả chút cái điều mà nhưng mà mình không bỏ cuộc, đúng không ạ? Thành ra là thì trong tôi nhờ cái passport mà đó chứ cái không thành công tự này không phải có những cái không phước vẫn vô cái mạng á. tuổi mình sẽ học hỏi từ cái điều mỗi của mình rồi mình tiếp tục đứng lên, đúng không ạ?
và ở trong học đường của tôi là trường trung học cũng vậy. Các cháu học lớp 12 bắt buộc phải học ít nhất là 5 credit của government thì mình mới được thì các cháu mới được ra trường. Tức là hệ thống học đường chuẩn bị cho các cháu khi mà các cháu ra trường, các cháu hiểu được các hệ thống chính trị ở bên Mỹ như thế nào để các cháu 18 tuổi các cháu sẽ đi mời, đúng không ạ? Nhưng mà trong người Việt của mình ở đây không có một cái nhóm nào không có một tay đưa ra để mà hướng dẫn, để không có một cái chương trình nào để mà đảm bảo thế hệ tương lai, làm sao để các người như chị em chúng tôi có rồi ra cái đi đi chứ đi mình tập báo thành ra chúng tôi báo đưa cho tổ chức. Ok, anh đi về, anh đi cắt cắt đi cho anh đi tên anh tôi đi tìm thứ ngày chưa dạ, tháng 11 một mà lâu mà anh cứ đi cuối cùng đi là anh đi nhớ rồi tại là tổng xong hiểu không anh có cái uống quay uống chắc có mà nhưng mà nó muốn được đi vào anh cho đi vào cái mà cô kêu họ đây là cô tập trung của mình phải có cái phải tìm một con đường mới cho tạo ra một cái nhóm để khi mà những người trẻ muốn chân thân muốn phục vụ thì mình đi đâu mình đi mình làm sao à muốn đi một cái gì đó về trình thì đi tôi là giám đốc hệ thống Vietjet là Vietjet TV Jennifer Trần Đường nhưng mà giám đốc Việt Press USA và Việt Press TV một mình không Việt Việt Press USA nếu quên là Việt Press USA TV xin các thần tài tránh để cô ta tiếp tục phục vụ bây giờ đất nói thế này là quê hương hai đứa mình thật sự mình ở đây mình không có con đường lựa chọn đúng không ạ? Mình đi mình đi cộng sản đúng không, đẩy ra khỏi nước. Gia đình tôi anh chị em tôi đều học hết trung học ở Việt Nam nhưng không được đi vào đại học tại vì cha tôi lãng mạn cho nên tôi bị khát nước không có việc đúng không ạ? Cha tôi đi là người lính Việt Nam Cộng Hòa, vì vậy con cái không được đi vào đại học đó. Nhưng mà qua đây mình có cơ hội mình trở lại trường mình đi học, cho tới nay tôi đã phục vụ ở trong hệ thống học đường hơn 2 năm. Wi-Fi network ủng hộ cho tiến sĩ Jennifer Trần để cô ta tiếp tục con đường dấn thân và đem lại tiếng nói cho người người bệnh COVID. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Tiếp đây tôi xin được bắt đầu giới thiệu về nghị viên khu vực này. Ông đi đoàn của sức bà gì mà xin lâu sợ như là một trong những chương trình. Educating City Council and the districts and opinion. May we also ask all the speakers to please keep your speech 2 minutes unless we have a long agenda. Thank you very much. All right, I just want to keep it under 20 minutes. 2 minutes. Xin chào quý vị, tôi là Vinh và Vinh Vinh trong khu vực này. Quý vị, khu vực này không? Tại sao? Tại vì mình sẽ ủng hộ cho Jennifer Trump to become the first woman in Congress who is Vietnamese. Let's give it a big hand. Did you guys see the advertisement that Jennifer came out? She came out swinging. She came out and asking her opposition to come out and have a debate with her. But they are afraid. You know why they're afraid? Part of it because they want to defund the police.
That causes a lot of problems in our community. If you want more safety, you want our community to grow for safer place for your children, you vote for Jennifer. From Oakland, I'll be the Sandy Anthro. I'll be Emily Bell, Dorothy, and Piedmont. We may not have a lot of buildings there, but we can spread the noise. We can spread the word. This is the woman. This is who represents us, not only us, but our community, our children, our future. And I want to let you know that I don't just stand up here because I want to make a speech. I want to stand up here to be honestly truthful that I am 100% behind Jennifer Trump. And I hope that all of you do the same. All right, let's vote for Jennifer. Thank you so much. I'm going to We would like to recognize Mr. Hong Kong, Representative of the State of California, Senator for Day 13. Thank you. Nhưng mà Jennifer ở một nơi không có một vị trí ở đây mà đánh bại được bảy ứng cử viên để vào tập hội này. Xin nói lại Jennifer một ngàn hôm nay. Xin cảm ơn sự kiện. Tiếp đây tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Xuân Nam, chủ nhiệm báo Kali Today, cũng là giám đốc truyền hình Việt Nam. Xin mời ông Nguyễn Xuân Nam. We would like to invite Mr. Nguyễn Xuân Nam, editor of Kali Today and director of Vietnamese TV. Thật sự tôi quen cô server này từ lúc cũng mới 3-4 tuổi gì đó. Tôi hay đúng không? Qua các tờ báo Việt, và những mọi quý tùng ở trên đó. Tôi chơi với gia đình lên lịch sử với anh em phường bảy. Và có lần của MC này, có lần tôi muốn kết với con trai thì con trai với bảy, con gái với mình lên bảy. Tôi rất quý anh chị. Tôi hay đúng không? Quyền báo Việt, su gia. Và tôi quen. Tôi quen của sư phương. Lúc tôi ra mấy sư phương đến văn, chẳng gì đó. Và thực sự khi tôi nghe cô ấy đã ứng cử thì trước dân mình liên bang, tôi hỏi là có làm gì điều đó thật thật không? Có người báo tôi khi báo hỏi là tôi đã thật thật không? Và tôi gọi là tầm tại cô ấy là người dân báo tổng thống tôi đúng thì mình đúng cho bạn tôi đưa tôi biết là tôi cảm thấy rằng từ dân có lẽ mà dồn sự chú của cô bé này không bị sao tôi biết cái lời và lần đầu tiên về các em của nhà chúng ta cái công cụ ghé Việt Nam ra tranh cử chức dân huyện Liên bang chưa có cô gái đi đứng cùng có cảm về nếu lần này có thắng cử đấy thì có làm gì chuyện trong cả Liên bang và không phải chỉ làm cái quốc dân làm cả ba năm thứ hai mười hai cái chỉ Liên bang làm cả Liên bang Việt Nam là quê nhà Việt Nam. Do vậy, cái cây trái này cần được tôn vinh, ươm trồng và được phát triển.
vô cùng to lớn của cả ngày này chúng ta, cho con cái chúng ta. Do vậy, tôi rất là vui sướng và nhìn thấy chúng ta đang bị đây. Thì các bạn tôi đã bị dùng từ những cái bạn xuống đây hai bạn. Cây cháu không phải là một giáo quý được và tôi quý tệ tại quý viện. Các bạn xin cho tôi lại cảm ơn quý viện. Và nói như các bạn quân trở về nói trong những học viên đoàn và tại vì dân chị của quân tỷ quan hoàn thành cái sứ mệnh cảm thương không nói kêu gọi tất cả quý vị bằng mọi cách ủng hộ trong bộ trong sự vụ của tờ báo như đây trong chín số vừa qua tôi bây giờ đã chín trăm ngàn quân kho lên từ đại diện luôn của em cái bản thân quan đề tôi hy vọng rằng cùng mở cái đường lớn cho dân tộc và cái thứ hai trong tâm trạng riêng của quý vị thế này là tôi tính nói bài khác nhưng mà tối hôm qua tôi có đọc trên cái tờ báo của Mỹ trong YouTube của nói về sức của đối thủ của đại diện lớn tôi coi ba lần thứ ba thì cái này tôi coi ba lần và tôi không tính nói bài khác tại sao tôi không nhưng mà tôi nhìn thấy cô gái Việt Nam tôi không ngờ cái chiến đấu cái lòng dũng cảm của đại diện lớn cái đứng đức tôi coi bà không nhận được bà và đòi hỏi trên đường đòi hỏi đối đầu không nhìn thấy được quay gì nữa cuộc đoàn cuối cùng rất là thong thong thời hào thao động thiên cây mà quá ngang rất là thong thong và đây tôi nhìn thấy cái này tôi xem tôi đó là cái đôi chân to đối đầu tôi tin là phải là một chương trình có tự cố tốt và hôm nay tôi rất hài lòng nói với trong xe hoa chú nghĩ cộng đồng Việt Nam rất là vui khi đó mình thì vui với nhau gắn lên thứ hai là bạn Dung Hiền nói ở tại anh cũng ở tại đây anh đây về gì trong đây còn xin thương các bạn hỏi thầy tôi rất là thích ở đây chúng ta không cứu cho riêng hơn thì thay nhờ quý đoàn khác các đồng viên không quen biết thì gọi cho tôi bỏ cho cô đã thứ hai nữa chúng ta làm được một việc làm đây giúp cô tài trợ lại không để cô không nói nhưng mà đối thủ của các hai người bạn cùng quen biết không được tôi nghĩ rằng cô cháu của mình như hai người là và dù khó khăn chú Nam xin tất cả quý vị chúc cháu riêng chúng chú là con một số tiền rất nhỏ 2.000 ông làm sức mình phát ánh đang đóng màu và một chút nhỏ về một số YouTube và một số là có tiền đặt ở thì tôi mong cho cháu mở cái đường từ đất nước bị dòng tộc đi lên. Cảm ơn con. Chào ơn nhà báo Nguyễn Xuân Nam, một cái bàn rất là gần gũi với cộng đồng ông Linh của chúng tôi và riêng cá nhân tôi là gần 30 năm. Hôm nay gặp các Nguyễn Xuân Nam thì tôi rất là xúc động. Cảm ơn nhau. Tiếp đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trung Như đại diện cho cựu thị trưởng San Jose San Ricardo. Xin mời ông lên để phát biểu tiếp. Xin mời ông. Xin lỗi con. Hôm nay chúng ta đến đây ông San Ricardo
thì gửi cho ba con ghi cái đồ xong cái đồ thì bây giờ thì không có gì biết là ông đang rất là bận, cũng đang đơn cái chức là ở Kim Lan cũng giống như là trên tôi là đơn vị của việc sáu San Jose. À, trước hết á, tuần trước á, thì là anh Đỗ Mùi anh Nguyễn Mùi có gọi cho tôi ra cho mình làm hơn thế để mà trong xin đi vơ tôi mới trả lời Đỗ Mùi á, chú xin lỗi con chú bị không giờ tôi đang giúp một xe rất là không thể được xin lỗi anh đó thì anh Mùi anh nói là ok thông cảm nhưng mà sau đó thì tôi coi lại quay trên cơ là cô nào tại vì hầu như thật sự tôi chưa biết. Thì tôi biết file đăng lên đó là cô đó là con của ông Trần Lục Phúc. Mà ông Trần Lục Phúc hồi giờ tôi cũng chưa biết. Nghe tên rất là nhiều. Nghe tên rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ gặp mặt. Đây là bà bạn già của tôi. Thành ra bạn chơi từ lúc mấy năm. Rất là nhiều. Như vậy không có thể biết cho con gái của ông chị con gái thành ra bây giờ tôi đến đây hôm nay trước tiên là vì ông Trần Phúc đó tôi nghĩ là họ sinh hoạt cộng đồng rất là bao nhiêu năm thì bây giờ tôi phải đến đây tôi trả ơn lại cho ông ta rất là đến đây ủng hộ cho con gái của ông. Tôi có nghĩ rằng sau này cô này tôi nhà hàng có cái đường ra buổi tối thì để kéo nhau ra ngồi chơi với nhau. Thành ra hôm nay là đến đây điêu với nhau thì nhiều chuyện. Chúc bà chị nhớ có một chuyện nha. Jennifer ngồi cùng thằng Tâm và rất phải ghi nhận bao giờ okay. Ở tới anh kinh nghiệm có chuyện chung anh á là không cần một được hai lần ba lần để ba lần thua cái nào sao đi biết được cháu sẽ không thể nhớ gái là những bạn trai mà hôm nay là lần đầu tiên gặp được Trần Lục Phúc và hôm nay lần đầu tiên gặp Jennifer. Em cũng thấy là cái này rất là và tôi có nói chuyện cho ông San Diego là hôm nay tôi có một cái buổi hôm nay trên mình có cái cô Jennifer thì thật sự thì San Diego không biết hôm nay nhưng mà ngay lần đầu tiên giới thiệu nhà báo Huỳnh Lớn Thiền, giám đốc bộ Radio Bắc California. Xin mời ông. Next, we would like to invite Mr. Huỳnh Lớn Thiền, editor các nghị viên, thị trưởng, giám biểu, tám đơn vị cần đó
thì rất là đánh giá cao, rất là sâu mong rằng vì thế tôi nói rằng khi thấy mình sẽ phải cần ra cái gì nếu mà chung kết vào cái năm tháng một năm nay với lại là không phải như vậy chỉ còn có hai con ngựa hoặc là hai chiếc xe để mà đấu mà thôi thì là không phải là ai tất cả lãnh đạo và đảng dân chủ đều dùng nước lãnh đạo từ và phó tổng thống cao cao nhất thống đốc Gamelson thì nữ thành phố sang bên phòng thì có lên và không được cái gì cả đó và bên kia là anh em đã nói rồi dây kiểm soát 3 triệu đô 2 triệu đô năm rồi 3 triệu đô bên cạnh chúng ta cũng chỉ có 200.000 đô mà thôi trong cái bối cảnh này mà cô đã vượt tất cả để mà trở thành sân đấu để có thể trở thành một trong những có thể được nhiều tiếng nói. Vấn đề hồi nãy là anh biên bảo nói rồi, thưa quý vị, một cuộc tranh đấu quan trọng như thế này, thế mà đối thủ cô ta không dám tranh luận ở cái buổi này cũng nào rồi. Tại vì sao? Tại vì có cái câu đó, chẳng thà mình không nói được người ta tin, người ta nghĩ rằng là mình kém, còn mình mở miệng ra mình nói đó, người ta ở đây cô này kém thiệt, dở thiệt. Thành thật ra đi cái chúng ta đó, chẳng thà không nói nhưng mà trong tiên nhà để mà thắng mà thôi. Còn ai năng thì người ta thích cô này rồi. Cho nên cho các vị tóm lại, tôi xin thưa rằng trong cuộc ngày năm tháng chúng ta có hai cái xe đua, một cái xe đua bên mình là đá thi pháp, cái xe đua là như vậy là cái hy vọng chúng ta là trở thành người tổng thống này, đây là hy vọng trở thành người tổng thống chúng ta cùng trước ngày mà chúng ta thêm vấn đề là vì ngày chúng ta anh em Yuka muốn hát một bài hy vọng đã nâng lên, hy vọng được lên để cảm ơn trên đây là tất cả chúng ta ngày hôm nay phải vâng xin lỗi xin mời anh Yuka. Thì cảm ơn các vị, lần đầu tiên trong năm nay chúng ta có lòng các vị, một vị dân biểu liên lạc có thể rằng, còn gặp ta là anh em Yoga Bắc Linh, để cùng cảm ơn quý vị, giả sẽ xin nhanh lên quý vị, được chưa? Dạ, và hy vọng đã vương lên nha, dạ. Dạ, cảm ơn các vị, lần đầu tiên trong năm nay chúng ta có lòng các vị, ý bằng một cách
Nam biết bé này rất mất cô nghề, bây giờ này con lóc. Đúng tất cô nghề. Tao phi được bạn tên từ Việt Nam. Nên vì bạn đúng từ Việt Nam. Ở Việt Nam cũng là đàn em của chú. Đúng, 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 đúng. Không cái ekip bà tổ chức này hay, nó có thiện vô rồi hay hả? Hôm nay tôi xin được giới thiệu một nhân vật rất là gần gũi với cộng đồng của chúng ta, không những là bang California mà toàn là từ bang California và còn thể là toàn nước Mỹ. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Viết Chương, tổng giám đốc California với sự xin mời ông. The next person we want to introduce, no introduction is needed, but I'm going to do it anyway. Mr. David Duong, CEO of California Waste Solutions. Good evening, xin chào quý vị buổi tối. Tôi vừa đáp máy bay từ nơi xa xa về, xin chuyến từ Southwest. Chúng ta ở đêm nay để em nhìn về là tại vì từ cơ quỹ của trẻ tư cơ. Khi máy bay đáp xuống hai lỗ tai không nghe gì. Thì được nghe là máy bay đáp sớm hơn ba mươi phút. Từ Arizona về Phúc Linh, và hơn 30 phút mai quá. Lúc này biết tổ chức mình đáp là 50 phút hàng tiếng sớm hơn là xong rồi. Đó là có gì cảm ơn trời phải và cảm ơn Chúa. Nhưng tôi đến đây để ủng hộ Jennifer, không phải là ủng hộ như một người ở Úc Linh. Tôi đến đây ủng hộ Jennifer bởi vì một chuyện to khác nhau. Và tôi nghĩ là nhờ tất cả những người phát biểu trước tôi đã từng nói, tức là đối thủ của mình gồm có ba mươi mấy người không tốt trong bộ tư pháp của dân chủ đều ủng hộ, đều endorse cho đối thủ Jennifer, một vài một thân tôi đã cũng là hình ảnh dân chủ, nhưng là đối thủ đây là một con gà vì họ tại sao tôi phải nói vậy, thì tôi nói vậy để quý vị sẽ thấy rằng nếu chúng ta cộng đồng Việt Nam ủng hộ cho Jennifer, không phải chỉ lo cho Jennifer mà là cho chính chúng ta. Bởi vì nếu Jennifer mà thắng trong lần này thì nó sẽ là một lịch sử ở tại bang California, nếu không phải là phải bất kỳ. Bởi vì một con gà rất là kỹ năng, được rất nhiều người ủng hộ, từ thấp đó trở xuống tất cả những người ủng hộ chúng ta. Đối với một cô gái trẻ Việt Nam cũng là một đảng nhưng không được ai ủng hộ, đó là nếu chúng ta làm sao phải kêu gọi tất cả những người bạn chúng ta, những người bà con, những người thân của những cái thành phố mà chúng ta
lại còn phải đi ốc lên nha. Quý vị nghe bước đi tất cả thứ là ta đừng nghĩ mình có bà con ốc lên mình mới kêu được phải mấy cái thành phố hiện nay cố gắng trang trưởng cho nó cứ kêu gọi đi bỏ phiếu. Còn tất cả chúng ta những người ở ngoài những thành phố đó chúng ta cũng có thể ủng hộ cho người Việt Nam chúng ta làm cái lịch sử là chúng ta hãy đóng góp bằng đóng phiếu ngân sách các bạn con ông quê chúng ta cái tiền để quảng bá và cáo rộng rãi hơn và tôi rất hy vọng tới cô này nhiều người sẽ hỏi tôi là không đề cập bao nhiêu tiền để có thể ra tăng trưởng nó bị nhớ thật ra tôi có thể cho trên trang đồng phương này bao nhiêu đó trong giá áo thôi không thể làm quá sức của tôi mà giờ làm khi rất muốn nhưng vì vậy cho nên tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có mặt hiện nay mà quý vị đừng có buồn là khi thấy những cái bàn mà tại sao còn cái trống nha tất cả những người đó đã trả tiền hết rồi tức là đã có lòng đóng góp lý do gì đó là không có thể có mặt hôm nay và nên chúng ta đừng nghe đó à cái tiền cây gửi tại sao có bạn trống có ghế trống có không trả tiền hết rồi còn cái gì trước cái điều đó tức là đã ủng hộ. Như tôi nói, đây là cái danh dự của người Việt Nam. Một người không phải là một Việt Nam, là một người phụ nữ Việt Nam. Và nếu chúng ta làm được việc này, tôi rất mong là việc này sẽ xảy ra. Bởi vì tôi thấy là cái đối thủ của Jennifer quá nặng ký. Tôi đã từng tranh đấu, đấu lại của tiên của tiên rác, nó nhất của thế giới. Mình chẳng có hai gì đó mà nhưng mà mình vẫn đấu và vẫn thắng. Họ lớn, họ mạnh, họ có tiền nhưng không có nghĩa là đồng tiền đó là sức mạnh của tất cả. Cho nên chúng ta cần phải sát cánh với Jennifer, ủng hộ Jennifer và tôi ủng hộ tối đa tất cả những gì tôi có thể làm. Và sáng nay không muốn có một ngày là một tôi hiện nay đã thế giới nó phải chúng ta là vì nữ cơ nha chú quý vị nào đã nghe báo chí đang nghe qua báo Mỹ là đó là một sự tôi chỉ có một lần trong vấn đề tôi cũng không biết cái dòng chính trị thành ra cái việc đó mới xảy ra quý vị đang nghe FBI tôi nó khám xét tất cả tôi ai đứng đây cái gì mà gia đình chúng tôi làm và tôi chúng tôi là luôn luôn chúng tôi là trách nhiệm cho con trai mình như thế đó cho nên không cần gì mà chúng tôi làm cũng có một cái gì nói một câu này ủng hộ cho nó thôi còn đằng bài như vậy còn đằng bài nằm nữa chúng ta phải đây tôi vừa lấy đi chưa anh xin đổi câu đó đi cái gì trước khi mình chế tạo nhân vật chính trong buổi tối nay thì tôi xin được bằng phép vài giây để giới thiệu sơ lược về cái quá trình của tiến sĩ Trang Tây Trần đối với các thành viên công tác và cũng trong buổi tối nay. Thưa quý vị, Jennifer Trần đóng tên Jennifer Trần, tên đầy đủ là Jennifer Kim Quang Trần, sinh ra và lớn lên tại thành phố Auckland. Bố mẹ là người Việt Nam. Sau khi cô tốt nghiệp từ năm 2 chuyên ngành quy hoạch phát triển đô thị và nhân chủng sắc tộc học tại UC San Diego, cô nhận được học bổng toàn phần từ hoàn tất học trình tiến sĩ tại University of Southern California, USC và thành công bảo vệ được dự án vào năm 2018. Hiện nay tiến sĩ Jennifer Trần, giáo sư đang giảng dạy tại trường đại học Cal State Berkeley. Cô cũng là chủ tịch hội Good evening, ladies and gentlemen. I have the honor, of introducing Dr. Jennifer Tran. Full name is Jennifer Kim Ann Jung. Born and raised in Oakland, California. Her parents are Vietnamese refugees. After graduating with a bachelor degree with two majors, urban development planning and ethnic anthropology at UC San Diego,
She received a full scholarship to complete her PhD at the University of Southern California and successfully defended her thesis in 2018. Currently, Dr. Jennifer Tran is teaching as a professor at a Cal State East Bay University. She also holds the position of president of Oakland Vietnamese Chamber of Commerce, OVCC. It is my pleasure to introduce to you our professor and candidate, District 12, Jennifer Tran. It is my pleasure to introduce to you our professor and candidate, District 12, Jennifer Tran. Good evening. Hôm nay Jennifer cảm thấy rằng buổi chiều hôm nay là cơ hội cho ra mắt với cộng đồng tại San Jose. Dù cho Jennifer sinh tại Oakland, nhưng mà cộng đồng và cái rễ của cộng đồng Việt Nam là tại thành phố của San Jose. Chúng ta là một người dân địa gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nghĩ tới San Jose. Ok. Trước khi Jennifer, mới biết Jennifer muốn cảm ơn ban tổ chức và chủ nhà hàng thứ tư tại Galaxy để cho bàn buổi tiệc hôm nay. Và Jennifer cũng là tri ân cảm ơn ba của Jennifer, Trần Hồng Phúc, xin ba đứng lên. Ba của Jennifer là một người thương yêu và vinh vực đứng bên cạnh con cái của chúng ta để cho có thể có một tương lai tốt đẹp và có thể đi trên đường sự nghiệp để đi dạy. Con cảm ơn ba. Từ nhỏ, ba của cha dân thân hay biểu chuyện về một sự người Việt Nam. Hai bà Trưng hào hứng thì chú Xuân Nam đang xem câu chuyện này. Bởi vì vậy, Jennifer rất là tự hào là người Việt Nam, tự hào là một người phụ nữ Việt Nam. Nhờ sự hy sinh và sự ủng hộ của gia đình và cộng đồng, Jennifer mới có ngày hôm nay. Jennifer đã từng ở Chile cho 2 năm học tiếng Tây Ban Nha. Jennifer đã được bà mẹ học về quy hoạch phát triển đô thị tại thành phố trường đại học UC San Diego. Và Jennifer có dịp lấy được bằng tiến sĩ tại USC. Hôm nay Jennifer là giáo sư đại học tại Cal State East Bay và chủ tịch của phòng thương mại Oakland cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Tình trạng an ninh, vô gia cư và kinh tế của vùng Tây càng ngày càng tệ. Những người lãnh đạo không quan tâm đến người dân, không có giải pháp để giải quyết vấn đề bạo lực và không để bảo vệ người dân. Hôm nay khu vực 12 bao gồm 7 thành phố. Những thành phố đó là thành phố Oakland, Berkeley, San Diego, Alameda, Albany, Piedmont và Emeryville. Trong Alameda, cộng đồng đã cho cả 300%. Nhưng mà từ đó chúng ta cũng có một người dân bị bóc ách cho đến thời điểm chúng ta. Vì như vậy, Jennifer thấy rằng cộng đồng chúng ta đã đặt được những cái quyết định ra tranh cử cho US trong 20 năm qua cũng còn có cơ hội để cho có tiếng nói cho cộng đồng chúng ta. Vì như vậy, vì dân. Vì cho tương lai,
Nhiều người hay hỏi Jennifer, tại sao Jennifer quyết định Jennifer ra thiên trưởng? Thì cho Jennifer chưa từng bao giờ ra thiên trưởng. Jennifer ra không phải vì quyền lợi cá nhân, mà Jennifer ra thiên trưởng vì vấn đề tội phạm cá thể của chúng ta. Chúng ta không làm việc được, chúng ta không làm được. Càng ngày mình thấy tin tức lúc nào cũng để tin tức về ô thân rất là tệ. Đó là một cái sự tiểu nhục cho những người mà chỉ khó làm ăn ngày ngày, cố gắng không có ai để đại diện chúng ta. Vì như vậy, chúng ta không có 5 năm nữa để đợi. Giống như người mà làm cực khổ. Hôm nay là ngày mình phải nhắm được cơ hội này để đem những cái quyền lợi lại cho chúng ta. Vì như vậy, năm tới là sẽ là năm 50 kỷ niệm. 50 kỷ niệm. Để khi cộng đồng chúng ta rời khỏi nếu Việt Nam thì câu hỏi là tương lai có thể cho gia đình của chúng ta tìm được câu hỏi để cho có tự do. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ra bỏ phiếu, nếu mà chúng ta không có ủng hộ những người mà sẽ đại diện cho chúng ta thì sự tự do có ý nghĩa gì? Vì như vậy nhiều người hỏi Jennifer, tại sao chúng ta có thể thắng được 7 người ra trong cuộc này? Thì bác cho cháu ngon ngon, cháu ngon chào mọi người ha. Bác cho cháu gửi cho cái câu chuyện của David và Lai, cũng thắng lộ và Lai. Nhiều người so sánh cháu Jennifer với cái câu chuyện đó. Tại vì anh David là một người nhỏ bé, mà cháu khổng lồ. Như ông Clay làm thế nào thắng được? Đầu tiên chúng ta thắng được 7 người để thay đổi cục diện. Hiện tại bây giờ cái cục diện nó không giúp chúng ta, không có đại diện cho chúng ta. Bởi vì đó chúng ta có thể chọn một cách chơi khác biệt những người khác. Điều thứ hai, chúng ta chọn vũ khí đối thủ không ngờ đến, giống như cái video mà mọi người đã từng thấy. Và với cái tỷ số mà chúng ta có, chúng ta sử dụng cái vũ khí thật giỏi để cho chúng ta không có phí cả. Và cuối cùng chúng ta có sự sức mạnh, nhưng mà không có phải sức mạnh như người hay nghĩ. Sức mạnh đó là từ cộng đồng của chúng ta, từ đồng hương, từ anh chị em, các cô chú. Và họ không có bao giờ ngờ là một người cô bé người Việt Nam có thể tới được chung kết trong một người khổng lồ như là Tifa Simon. Năm 2005 sẽ là một năm rất là đặc biệt cho cộng đồng chúng ta. Và hy vọng với sự ủng hộ của cộng đồng chúng ta và các cô bác chú, chúng ta có thể có một người gia biểu công việc đầu tiên trong Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ chúng ta có hơn 2 triệu người trong nước Mỹ, nhưng mà không có một người dân biểu liên bang. Tại chúng ta, trong khi chúng ta đóng góp bao nhiêu tỷ đồng cho nhà nước này, mấy trăm tỷ, không có ai để nói chúng ta. Vì như vậy, mọi người đừng có nghĩ rằng cái này là chỉ cho thành phố Oakland hay là Seattle, Berkeley, nhưng mà cái này là cơ hội chúng ta đem sự an ninh, tiến bộ kinh tế, giải pháp cho vô gia cư, sử dụng tiền của chính phủ đúng cho tất cả thành phố của California và cả nước luôn. Bởi vì như vậy, Jennifer xin mọi người biết rằng cái ghế này là không phải chỉ cho Jennifer hay cho Oakland, cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cho khắp nước Mỹ luôn. Nếu Jennifer được bắt cử, Jennifer sẽ làm hết mình hết sức để nói ông bà đã được thay đổi tương lai. Bởi vì như vậy bây giờ Jennifer sẽ chuyển qua tiếng Anh. Cảm ơn Jennifer giải phóng để cho nói bằng tiếng Việt. Nó nói cái gì sao không? Nó nói cái gì sao không?
trong cái chúng ta đợi á, tôi chỉ muốn cùng chào mừng cho hai khách, không phải vì được hai bên tên họ cảm thấy rằng mình rất là quý sự hiện diện của họ. So I'm going to say that I just want to welcome our non-immigrant guests today, Kunjanda Grandmaster, Kunjanda. I want to make sure that this is a Vietnamese banquet, that we are one community, and we love each other. By thinking about what is necessary so that we can have a better future. I just wanted to recognize you two, you all. Transition to the future. Thank you very much. A candidate is endorsed by the entire Democratic Party and all the incumbents. When we're thinking about Representative Barbara Lee, to Governor Gavin Newsom, to even our Vice President Kamala Harris. And of those nine candidates, the other one was another heavy hitter. His name was Corey Hainsall. He was a 20-year veteran Vice Mayor of Alameda. And he brought us. And against all odds, with the support of the community, my community, our community, and the voices of 23,000 voters in Alameda County, I went from being a no-name candidate into one of the top two contenders running with our East Bay congressional seat in November. Thank you so much. And I wear that badge proudly. A no-name candidate, an underfunded contender. Because I'm running for the no-names. I'm running for the small people. I'm running for the people who are considered unimportant, not valuable to the system, because I am here to change the game. And tonight, although I feel a bit more tired than I did 10 months ago, I also feel a surge of fight, courage, and determination to win this election. Not for me, not for Vietnamese people, but for the entire East Bay, California. For that, I am truly and eternally grateful to each and every one of you. Thank you so much. Thank you. I'm so moved by all the speeches that were given earlier today. And I just want to extend my appreciation for people like Axel Nam, as well as Kate over there, and David, and Mary, and Councilor Dean, I left earlier, because we can't do this alone. As we look forward to November, I want to talk about our pathway to victory. I said earlier that this is a David and multiple Goliath race. And people ask us, how did you get to it? From a million candidate to a top contender, we changed the game. We used different tools and strategies that were unexpected. We made sure that we used it sparingly and strategically. And we redefined what it means to be strong, to be powerful, to represent the people. As we look forward
Victory starts with the strength of our mind, heart, and action. Our Vietnamese and Asian community are proud and hardworking people. Did you know that Vietnamese is the top five most common languages in this country? Yeah. Our community's GDP is over $170 billion. We have millions of people here in this country. We have millions of business owners, doctors, engineers, lawyers, and dentists. Please give a round of applause for everyone who worked so hard for their community. And yet, nobody representing us in the Congress right now. Not one, not yet. It has been 25 years since Representative Barbary has held this congressional seat. It's time that we ensure our next Congresswoman truly represents all of us. For more than 30 years, they have called this seat a Black seat. And I'm here to tell them that this is not a Black seat. This is a seat for all of us. Black people, Asian people, Latinos, immigrants, women, elders, seniors, students, business owners. This new chapter will focus on sound policies that create opportunities for the 99% instead of catering to the self-interest of the few. As the president of the Open Business Chamber of Commerce, I have invited you to protect small businesses that have been vandalized and broken into the late hours of the night. I have consistently worked alongside our law enforcement officers, community members, city council, elected officials, to increase the presence of police response in front of millions of American viewers. I proclaim that our community will not be ignored. It is time for new leadership. It is time for generational change. This moment is a great moment for our country to remember the value of vision, patience, honesty, and sacrifice. Who knows more about sacrifice than us? We gave up everything we own to come to start over with nothing but our will to live, our will to build, and our will to succeed. And look at us here right now in this room. We have sacrificed much to be here. And thank you for your sacrifices. Come on, let's see. Please, go to the camera. That's all. Nice. We are very honest, direct people, too. We are willing to have difficult conversations, and most of our elders never let me leave the room or the table without having to give me some critique about what I didn't do. But honesty is in our culture. And who knows more about patience than us? We spent years in refugee camps. We spent years building our businesses into their success. And we have waited too long for our seat at the table in the US Congress. But we are not victims. As a professor of Cal State Bay, I do not tell my students that they are victims. Instead, I educate my students from all over California about how the world came to be. I mentor students to become professional leaders and place them in hundreds of jobs and internships across the state. As a training planner, I understand the importance of communication and work across the public and private sectors to achieve real and measurable change. To build a strong economy, we must develop strong leaders. To build a brighter future, we need to focus on solutions and break the cycle of political corruption. My opinion, Latifa Simon, embodies the status quo. Generations of politicians who are more focused on their careers than real change. As a former president of a nonprofit organization, she was a major architect behind the Defund the Police movement, leading to devastating consequences for our community. As a BART president, she not only defunded the police on BART, but also drove it to near bankruptcy, forcing the state to issue a $2 billion bailout. Now that she is running for Congress,
she refuses and is afraid to debate, not only because she wants to hide the truth, but because for 2 years she has not provided a single policy or plan for public safety, homelessness, or economic recovery. For those who don't know about her track record, she bends the truth by changing her position on issues in order to gain votes or endorsements. Such ideological extremism and fiscal irresponsibility has cost lives, destroyed businesses, and damaged the reputation of Oakland, a city with so much potential that is buried under one tragic headline after another. But we are smarter than that. We won't let corruption nor corrupt politicians play games with our lives. Unlike Latifa, I welcome policies from any party that serve our community. I believe, please stay with me, while I'm running as a Democrat, I will never prioritize any allegiance to a political party over the most sensible solutions to any problem. If a smart solution comes across the table from a Republican colleague, I will always embrace this issue with open arms. Within my first 100 days, I will propose a modern city that a comprehensive plan to stabilize and strengthen our economy through public safety, homelessness, solutions, small business development, and government transparency. But in order to change, for change to occur, we must change. Our thinking must change. Our community must change. Next year will mark the 50th anniversary since Vietnamese boat people fled our home country in search for political freedom and the American dream. We must honor that legacy by fighting for our rights and exercising our voices because our children are watching that. In fact, our story in this country began with resilience, not just pain, hardship, and sacrifice. Each of you dreamed of a better future and dreamed of a dream to greatness. That dream was so powerful that it motivated you to be resourceful, collaborative, and even discover strength you never believed you're doing possible. That dream included saving up to buy your first home, staying up at night while you work two jobs, because you wanted to make sure that your children could be, you get your degree. That dream included working hard so that your children have a better life than the one that was dealt to you. I'm here tonight to say I'm ready to write this new chapter with you. I'm here tonight to say I'm ready to honor our community's legacy and make history together. No. I'm ready to do this for my family and your families. I'm ready to make my last name bigger than my first name. This is for us. I'm ready to win for the East Bay, for the Bay Area, for California, for our communities across the country. With just a few weeks, 20 days back between now and election day, I invite you to envision a strong, unified, inner community, not just a dream, but as a reality we can achieve together. 2 weeks ago, there was a poll that was released, okay? 2 weeks ago. It said that this race is the most competitive Democratic race in the whole state of California. And of that, they said that it was the race and the race between Sam Ricardo and Evan Lowe. Evan Lowe and Sam Ricardo raised roughly $7 million combined. They are 11 points apart from each other. My opponent raised 20 times the amount that I raised, and we are 13 points apart. And we look deeper into polls because we're researchers, and we learned that 54% of the district is undecided. 54%. Let me go from Jiang Dong, who will be now two weeks in the future. But Jiang Dong, he
Chúng ta chỉ có hai điểm thôi. Không ngờ, không ngờ. Tại vì như vậy, quá là lo sợ. Because of that, she's worried. One should always worry when you underestimate people. One should always worry with your power. So I am here. So I am here. Make sure. Take back our power and put it back into the people. For our community. For the next generation. Who wants to see that strong community? Let me hear you. Are you ready to let California's first being in power ever? Let me hear you. Do you want to see real change in this lifetime? Are you willing to fight for your children's future and their children's future? San Jose, will you want to see going out there? A few weeks left. I told you. We've been trying our best. We'll keep pushing. Now, November 5th. We're only a minute off on the clock. 3 weeks seems like a long time. But for us, we're resourceful, collaborative, united, we can accomplish anything. So I will ask of you to dig deep into your heart. Also to your pocket. Support our opponent is shaking, nervous, frustrated. She thought she had it in a bag. She thought that victory was on her side. She didn't even bother to put her statement on the ballot. That is an insult to democracy. People can see her do that. So I ask you tonight, while you're enjoying a wonderful meal, to help receive this campaign through. Thank you so much for your support. Thank you so much for joining. And please let everyone you know who lives in this district, the importance of coming out to vote. And for those who cannot vote in this district, please support with all of your might and share. Thank you one more time. Thank you, audience. You guys have been wonderful. This is the first agenda I've been to that the audience is so quiet and so well behaved. Thank you so much. So let's take a thing. We have one more speaker, which is the candidate's father. But he wants the people to come out and like enjoy. We'll invite him back. So, Ben, are you ready? Trước khi tiếp tục, với cả người thân và đồng thời cũng có một cái buổi tối ngon miệng good appetite. Xin cảm ơn và xin mời hai cháu. Cảm ơn anh. Được rồi. Thank you.
Thấy Kim tới không? Thấy Kim tới không? Thấy Kim tới không? Tới nào Kim mà? Không thấy Kim mà nghe im quá. Tôi con này giống như bạn hiền tôi sẽ kém tí cả thôi. Tôi đang muốn chạy rồi gọi dễ thương quá hiền hậu ngoan ngoãn. Are you guys feeling it? Are you guys having fun? You guys better vote for Jennifer. She's a great and amazing person, and she's genuinely such an inspiration to young people like me and Trina. So I really hope to see her in Congress. Wow. Hey, hey. My eyes see more of me than what you dare to say. And I'm going to
Để mấy ngoài không? Để mấy cái bớt ngoài không? Các phút
Rồi nó ăn. Ăn hả? Ăn hả? Đây nhiều món lắm. Cảm ơn con. Chào biến. Chờ thu phút trong hàng luôn. Chờ cảm ơn hàng luôn.